Đối với iốt đấy lại là một cái điều trị khác, nó cũng là phóng xạ nhưng mà cái nguồn phóng xạ đấy là cái nguồn phóng xạ hở. Khi điều trị thì các anh phải vào một cái khu vực điều trị để cho cái nguồn đó nó chỉ ở trong cái khu vực đấy thôi, nó không ảnh hưởng đến dân chúng xung quanh cũng như không ảnh hưởng đến nhân viên y tế, mà chỉ là cái người mà điều trị là trong cái giai đoạn điều trị là ảnh hưởng của cái liều iốt thôi. Thế khi sau nó có những cái quy định mà khi bệnh nhân vào sẽ được hướng dẫn rất cụ thể ở cái khu vực điều trị iốt. Tức là sau mổ xong, các anh phải mổ này, cắt hết, sau đó là ít nhất là 2 đến 4 tuần, tối ưu là 2 đến 4 tuần, các anh quay xuống, người ta đánh giá là bệnh mổ xong ổn định rồi, bắt đầu người ta cho uống iốt phóng xạ. Và trong cái thời gian uống iốt thì cái lượng mật độ phóng xạ trong cơ thể của mình nó cao. Đấy, thì người ta đưa ra các cái bài vừa dinh dưỡng vừa đưa ra các cái bài tập để cho làm sao anh thải ra được nhanh nhất. Sau đó là hết đạt được cái ngưỡng quy định là anh sẽ được ra viện, là cái hoàn thành cái liệu trình điều trị. Nhưng mà về anh lại phải cách ly thêm nữa với những cái người thân và những cái người lành bình thường xung quanh là từ 1 đến 4 tuần để đảm bảo an toàn. Sau đấy là các anh khám định kỳ. Khám định kỳ người ta sẽ xem còn hay không. Còn nếu còn thì lại có những cái đợt điều trị tiếp theo. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải hết sức chú ý, bản thân chúng ta đi điều trị chúng ta phải chú ý lắng nghe những cái sự hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Có như vậy thì chúng ta mới thực hiện được đúng theo cái quy trình, quy chuẩn của chuyên môn. Thì không ảnh hưởng đến người xung quanh nhưng cũng đồng thời là cái đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho chúng ta trong quá trình điều trị cũng như là theo dõi.